Mình thấy cái gì nó sai sai ở đây. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến kênh của Sếp mới nhá. Hôm nay sáng mai đi làm thì lại từ Hưng Yên phi lên Hà Nội làm thôi các bạn. Giờ đang không có cuốc xe, ngồi chờ khu Lương Thị Vinh. Này là Nguyễn Quý Đức, Lương Thị Thạch Xuân. Hôm nay nghe khách khứa là cũng vắng vẻ đấy, không đông lắm. Hôm nay là mùng 8 Tết rồi các bạn ạ. Và hôm qua mình nghỉ, hôm mùng 6 thì chạy khai xuân một bữa, xong rồi hôm qua nghỉ. Hôm nay bắt đầu chạy lại. Chào khách khứa gì, chán quá. Sau một tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng đổ thêm được một cuốc xe GrabFood các bạn ơi. Một tiếng chờ đợi đó. Ôi dồi ôi, các bạn nhìn này, tiền lấy đồ này, tiền giao đồ này. Thật sự là không thể đỡ nổi luôn, đi chiến thắng. Nhưng mà trong khi đấy là qua Lê Văn Thiêm để lấy đồ. Thật đỡ không nổi luôn. Nhưng mà thôi, nó bắn này thì bây giờ chấp nhận thôi, đi thôi các bạn. Cái nắm nào được, một cây rưỡi. Một cây rưỡi lấy đồ. Ok, đi không? Điện cho khách hàng cái đã nhỉ. Alo, chị vừa đặt GrabFood phải không ạ? Đúng rồi ạ. Vâng ạ, giờ em đang đặt đồ ăn cho chị nhá. Chào chị ạ. Ok, ok anh. Vâng. Ồ, chị còn lấy đồ đây, điện cho khách rồi. Đâu ta? Béo nào đây? À, đây rồi. Đây rồi. Đến nơi rồi, đến nơi rồi. Cơm sườn chua ngọt. Báo đơn trong kia anh. Mai hết rồi. Có phải đặt báo đơn không chú? À không không, ghi trong kia rồi. Chờ thôi. Bao nhiêu cho anh? Bao nhiêu chứ? Được hơn 20 gõ 259. Vâng, chị ở số 20 gõ 259 rồi phải không ạ? 15, ok chị xuống đi ạ. Em đang trước cửa. Của chị chị lấy cơm đúng không? Của chị 47.000. Trường các bạn ạ. Đi đâu? Thật là vãi trưởng các bạn ạ. Sao lại có thể ăn mặc như thế được nhỉ? Ui ngồi ơi. Từ sáng tới giờ chạy cũng mệt mệt rồi. Giờ ngồi nghỉ tí, lấy sức. Chạy tiếp. Chắc là hôm nay chạy đến tối thôi. Xem hôm nay tổng thu nhập là khoảng bao tiền. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây này. Cho các bạn nhìn. Đấy, đang ngồi đây này. Kiếm được cái ghế của quán cơm. Ra ra đây ngồi, kiếm cái view đẹp phết. Ra đây ngồi cho mát. Ngày hôm nay chạy là xem nào. Tính ra là khoảng bây giờ hiện tại bây giờ mình đang được chụp đơn rồi. Rồi MC. Đấy, anh để cơm đấy. Ba cái treo luôn đây sao.
Em cảm ơn nhé. Đấy. Không có canh hả anh? Ê, thôi đi thôi. Rồi mang cái tre vào đây cho rồi. Giờ sẽ giao lốt cho khách cái đơn này xong là vòng ra khu đường trên kia để chạy lốt một đơn 3 cũng được. Tại vì mình thiếu ngọc, chắc chỉ thiếu khoảng tầm mười mấy ngọc thôi, chắc là đủ đơn 3 thôi. Nên là chạy lốt cái đơn này, xong là bật grab bay chạy cho nó thay đổi tí. Từ sáng giờ chạy phút nhiều quá. Nhá. Ok. Phòng khám đa khoa Biển Việt. Thấy là họ đặt ở chỗ Biển Việt mà, chắc là đúng thôi. Đâu nhỉ? Ở đây rồi. Mình thấy cái gì nó sai sai ở đây. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng biết. Tiếng biết do thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hỏng rồi. Bó tay hỏng rồi. Phòng khám đa khoa Biển Việt. Trời ơi, không điện được cho khách, bây giờ làm thế nào? Ôi mày quá. Oh my god. Anh cứ làm em giật mình. Hóa ra là cơm bên dưới. Đây. Anh đặt cơm đúng không? Em điện thoại thuê bao của anh hết 56.000. Dạ vâng, cảm ơn anh nhé. Ôi dồi ôi là dồi. Tí nữa tưởng đơn này đem về ăn. May quá. Ôi, không phải ăn cơm mà tốt rồi. Ok. May quá. Xém nữa thì. Ok. Thôi. Còn một đơn nữa thôi. Giờ thế nào? 242. Ui, thiếu 8 ngọc nữa các bạn ạ. Thiếu 8 ngọc nữa. Vị trí là thiếu 8 ngọc nữa là đạt cái mốc 1. Và bây giờ là cũng 3 giờ rồi các bạn ạ. Xem thu nhập xem nào. Được 289.000. Tính ra trừ phế đi là còn 210.000. Kể cả mới đạt mốc 1 thì hôm nay mới chỉ có 250 thôi. Thu nhập ngày hôm nay là hơi bị kém đấy anh em ạ. Bây giờ là thôi tính là để về nhá. Ok, đi ra ngoài đã. Chốt à? Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Nghe ghê thế nhỉ? Giời. Anh ơi đừng bắt em sợ lắm anh ơi. Nghe mấy chú công an đứng ra đường nghe sợ sợ thật. Ru hết con người nhỉ? Phải không? Ôi, đi về thôi anh em ơi. Ơi, hôm nay video này tạm dừng thôi anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Nhớ các bạn nhớ vào ủng hộ kênh Chiến Mới nhé. Cho Chiến Mới một đăng ký kênh và một like chia sẻ video. Giúp mình phát triển được cái nội dung mới này. Thì hiện tại bây giờ thì mấy ngày hôm nay dịch giảm quá nên là mình cũng không đi làm mấy cái video về nhiều được cho các bạn xem. Nên là tạm thời thời gian này là mình vẫn chạy cái nội dung về bên tài xế này cho các bạn xem. Thì chắc là vài bữa nữa mình mới quay lại để làm điều được. Tại vì ở dưới mình về hiện tại bây giờ đang Covid nhiều quá anh em ạ. Anh em thông cảm nhé.
ủng hộ, nhớ ủng hộ kênh cho anh em mình cho mình vào phát triển kênh. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.